Chào quý khách hàng, tôi là Quyết, công ty trách nhiệm hữu hạn Taisu Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm hàng khủng của Uryu Nhật Bản, sản xuất tại Osaka, Nhật Bản, và tôi đã từng có cơ hội được tới thăm nhà máy. Nhà máy có tôi đã quá lâu rồi. Đây là vỏ bao bì đóng gói cẩn thận, đẹp như hôm qua. Và đây là súng của nó. Đây là cái model súng UVK220P đây là made in Japan này. Ở trên ở đây nó có số series này UVK2368 thì nó sẽ trùng với số series ở trên vỏ hộp này, UVK2368 này. Và đây, ở đằng sau có nút chữ RN là led và right, là sẽ bắn thẳng trái sang phải đây để có thể bắn con ốc vào và tháo con ốc ra. Và đây là được có thể điều chỉnh cái lượng hơi vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến lực bắn ra của khẩu súng. Và đây là một tay cò bó, một khẩu rất nặng, đầu này đầu 3/4, tức là kích cỡ to dành cho những cái xe tải hoặc những xe nào mà cần lực khỏe một chút. Còn bình thường người ta dùng là cái đầu 1/2 thì chứ không có to như thế này đâu. Thằng này là thằng cúng thứ hai trên thế giới, đứng đầu là thằng Atarakoko, đứng thứ hai là Uryu. Nhưng là giá cả thằng này thì so với thằng Nhật khác cũng là khủng, là đứng đầu Nhật Bản nên là nó có giá của nó khủng hơn. Nhưng còn so với Atanakoko thì nó không là gì cả, không là gì là về giá thôi, chứ còn về chất lượng thì cũng chẳng kém là nhiều. Đây, ở trong nó có bao nhiêu các chi tiết này, đây là cơ cấu của nó là dùng búa đây, những cái rotor này còn là hoàn toàn bằng inox, chứ còn không phải những cái rotor rẻ tiền thì nó để cắm các đá phím thì nó sẽ bằng nhựa. Những cái đồ này thì siêu bền rồi, sau nhiều năm sử dụng người ta chỉ tháo ra thay những cái lò ở trong cái con lò xo cần thay này, cái có những cái răng phớt để thay được hoặc vào đá phím, chứ còn những cái đồ khác thì cứ dùng đi dùng lại mãi, cái tuổi đời có thể người ta dùng được mấy chục năm cũng có luôn. Rất chắc chắn, sắc nét, có cái đầu mối lên trên, cái đầu mối cắm hơi nữa. Tay yếu thì cầm cái này bắn cho 3 phát thì chắc là mệt đứa người. Đây là thông số kỹ thuật của nó này. Súng UVK220P này, đầu của nó là 3/4 inch này, vòng quay không tải RPM round per minute 5500 vòng trên phút này, trọng lượng của nó 4,4 cân này, là chưa bao gồm cái đầu socket ở đây. Lượng hơi tiêu thụ 25 đơn vị, có hai đơn vị mét khối trên phút là 0,7 mét khối trên phút, độ ồn là 9,95, độ rung là 1 mét trên giây bình phương, thông số rất cụ thể. Dùng cái này mua một lần thì dùng mãi thôi, bán cho khách hàng một lần rồi khó bán cho lần thứ hai nếu mà cùng vị trí đấy, trừ khi là khách hàng người ta mở rộng thêm, người ta mua cho các vị trí khác, chứ còn cái này quá bền luôn. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.